thời gian nước đi thì nó ra một cái hôi độc sinh tính và nó một chút dấu gì cái như qua đây cũng bổ sung thêm vào cái là để cho nó giống như là cái này từ mỗi cái đầu anh Linh có nhận nữa lọc nữa lọc kỹ mình cái này lọc lọc kiểu lọc chúng ta bình thường thôi đi. Ở đây thì nó hồi này tức là mình phải có kinh nghiệm với điều kiện cái này rồi, tôi có thể bảo anh là cách này bức tranh nổi là ném khí vào, bức tranh nổi là ném khí vào. Thế mới nổi ấy. Tức là sóng vừa nãy là không nghe thấy. Sóng ở trên phương trí này. Vâng. Chúng ta đã đi qua.